Đấu La Đại Lục phần 2 tập 719, Vũ Hạo Tam Tuyệt phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Hạo Đông Trưởng đời đời kiếp kiếp. Đòn dứt điểm trong tam đại chiến kỹ tự sáng tạo của Vũ Hạo, đây cũng là lần thứ nhất hắn sử dụng đến. Trình Hàn cũng chẳng không biết, thời điểm hắn đánh ra một trường này đã đặt hắn vào vững vàng ở vị trí bất hủ ở trong giới hồn sư tương lai của đại lục. Phốc một tiếng, so sánh với khí tức rộng rãi giữa thiên địa, thời điểm một trường này chạm vào tâm mình của vị lữ tà hồn sư này, phảng phất giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có tiếng lục kịch liệt nào vang lên cả. Vô số ánh sáng sau lưng của Vũ Hạo theo toàn bộ theo một đường trường này đánh vào cơ thể của nàng, huyết sắc trong mắt lập tức là bị đánh tan, huyết quang rút đi, đôi mắt của nàng trở lên trong suốt, mà trên khuôn mặt trắng bệch của nàng vậy mà nhiều ra một tia đỏ ứng, còn có một tia mỉm cười giải thoát. Cảm ơn người, thanh âm của nàng không còn khàn khàn, ngược lại trở lên là êm tai dễ nghe, nhưng lại phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Vũ Hạo vẫn là như cũ nhắm mắt hai mắt lái, nước mắt lan tràn, căn bản cũng không nghe được âm thanh của nàng. Tại thời khắc đang chiến đấu sinh tử như thế này, hai người bọn họ vậy mà đều đắm chìm trong thế giới của bản thân. Tưởng niệm là một thứ đồ vật rất là xấu xa, ta nhớ mẹ, ta muốn cha của ta. Vì sao các người lại đi sớm, vì cái gì mà các người không thể bảo hộ ta? Để cho ta bị bà mập tra tấn, để cho ta ở trong hầm hầm này, bằng lãnh bị vô số người lăng nhục. Bọn hắn được bà mập sai từ sự làm nhục thân thể của ta, tàn phá tâm linh của ta, ô nhiễm linh hồn của ta, mà lúc đó ta chỉ mới là 15 tuổi. Cựu hận là thứ duy nhất ta có thể dựa vào, đem linh hồn của ta tăng lên tới một cái tầng thứ khác. Lúc đó linh hồn báo thù của ta đã là thức tính, ta nhận thật là hận nam nhân háo sắc tham lam, thật hận bà mập đã là bị ta xé thành mảnh nhỏ, ta muốn giết chóc, ta muốn giết chết, nhưng mà ta cũng thật là thống khổ. Rốt cuộc có thể giải thoát sao? Ngươi để cho ta thấy được quang minh, cảm thấy tưởng niệm, còn có ái tình chưa từng xuất hiện ra ở trong linh hồn của ta. Nguyên lai ở trong thế giới này cũng không phải là mọi thứ đều là dấu bẩn, còn có loại đồ vật thuần khiết như vậy. Cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được tình yêu say đắm của ngươi. Ngươi tịnh hóa lòng của ta, ngươi để cho ta được giải thoát. Cảm ơn ngươi, thật là vui vẻ. Từ thất khiếu của nàng bắt đầu chảy ra khí lưu màu đen, khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu nhanh chóng già yếu, trong giây lát liền trở lên tiểu thụy hẳn đi. Khí lưu màu đen sau lưng của nàng dần dần ngưng kết thành một đạo nhân ánh, sau đó lại là chậm rãi tán loạn, thân thể của nàng càng chậm rãi ngã ngoặt về phía sau, vỡ tan thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành một phiến bụi phấn, bị gió bên chim quét qua, lập tức biến mất. Vũ Hạo vẫn là như cố duy trì bộ dáng đánh ra một trường lúc trước, đứng yên không nhúc nhích, chỉ là ánh sáng trên người cũng biến mất theo ánh sáng hình trái tim to lớn ở trên bầu trời. Nhưng cảm xúc trên người hắn vẫn là có thể cảm nhiễm mọi người xung quanh. Sau bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ra xung quanh của hắn, trong mắt của mỗi người đều lộ ra ánh sáng khác biệt, duy nhất giống nhau là nước mắt của mỗi người đều là đang chảy xuôi. Không chỉ là có bọn hắn, trong phạm vi 1000m xung quanh, tất cả sinh vật sống đều chảy nước mắt, đúng là bị lây nhiễm cảm xúc của hắn. Từ Tâm Thạch lặng lặng đi đến sau lưng của Vũ Hạo, ôm lấy thân hình có chút là cứng ngắc của hắn, xoa đi nước mắt trên mặt, thở dài một tiếng nhanh chóng quay người rời đi. Năm người khác cũng là vội vàng đi theo phía sau. Vì sao lại như vậy? Lam Tu Thu thấp giọng hỏi Diệp Quất Y bên cạnh. Diệp Quất Y cười khổ rồi nói, ta không biết vì sao lại là như vậy. Hắn vậy mà, trên khuôn mặt ngày thường chỉ là có bằng lãnh cùng với cố chấp của quý thuật chấn, lúc này vậy mà phát sinh ra biến hóa long trời lở đất, lên mặt quán trở lên có chút là mờ mịt, hai tay vậy mà đang run nhẹ. Ta sai rồi sao, chẳng lẽ chỉ là có ái tình mới có thể đem chiếm ý, tăng hoa đến cực hạn, ta vứt bỏ hết thể tình cảm tù liên, chẳng lẽ sai lầm hay sao, có phải ta cũng là cần một phần tình yêu mới là có thể cho ta tiến càng xa? Vì sao mỗi khi ta cảm thấy mình sắp siêu việt người, khi đó lại là bị người đó bỏ xa càng xa? Vũ Hạo vì sao không dùng lực lượng của vận mệnh nhãn tránh khỏi vị lữ tà hồn sư này tỏa đính? Bởi vì mục đích ban đầu của hắn đúng là chặn giết vị tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la này. Một khi đã bị phát hiện, nếu như không giết người diệt khẩu, bọn hắn khẳng định rằng sẽ toàn thành lùng bắt. Hơn nữa nếu như có thể trù trừ một tên tà hồn sư như vậy, đối với bọn hắn mà nói thì là chỗ tốt cũng là cực lớn. Với tu vi của nàng rất có thể là một trong những người chủ trì của thánh linh giáo trong Nhật Thăng Thánh, cho nên Vũ Hạo liền là thiếu hạ sát sục. Trước khi mà hắn dụ nàng đến đây cũng đã thông báo đồng bạn mai phục ở chỗ này. Tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la quả thực là cường đại, nhưng mà hắn bên này cũng đồng dạng có đương kim đệ nhất nhân ở trong thế hệ tuổi trẻ. Vĩnh hằng chi ngự từ tâm thạch tiến cấp là 70, hủy diệt chi huyền hòa thái đầu đồng dạng là tiến gặp cấp 70. Càng quan trọng hơn lại là có hồn đế thần thánh thiên sứ Diệp Quân Ý chuyên môn các chiến vũ hồn oán linh, cộng thêm kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần đã là sớm tiến vào trong cảnh giới hồn thánh. Hồn vương có vũ hồn là mẫn diệt,
Yên Chi Long làm đầu thua và hồn đế Kinh Tử Yến. 6 người cộng thêm tu vi tinh thần của Vũ Hạo có thể khắc chế đối thủ, hắn có nắm chắc là 80% có thể trở lên có thể tiêu diệt đối thủ. Thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng, hắn đã sớm mỹ điều chỉnh tốt sát cục này. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là bằng và tam đại chiến khí của bản thân triệt để hạ sát đối thủ, sau đó là cho Quý Thiệt Trấn, Diệp Cốt Y toàn lực xuất thủ, cho đối thủ một kích chí mạng, 4 người khác từ bên cạnh hỗ trợ. Nhưng mà hắn ai ngờ rằng tam đại chiến khí của Vũ Hạo vừa xuất hiện ra, vậy mà liền là bằng vào lực lượng của mình hủy diệt một cường giả hồn đô la. Trên thực tế, vị tà hồn xưa có vô hồn linh hồn báo thù này có bài danh trong Thánh Linh Giáo cũng tương đối là đứng đầu. Mà cũng do Thánh Linh Giáo, linh hồn trùng báo này không trông cậy vào cảm xúc của chính bản thân nàng, bị Vũ Hạo lây nhiễm cảm xúc đã bại dần đến thân thể là làng tan rã, lương tựa như là cũng chứng minh rằng được tam đại chiến kỹ của Vũ Hạo toàn lực xuất thủ là cường đại đến cỡ nào. Nhưng chiến kỹ khủng bố này đã hoàn toàn siêu việt tu vi của bản thân. Thời điểm thiên địa biến sắc khiến cho tất cả đồng bạn của hắn đều là sợ ngây người. Mỗi người bọn họ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được phần tưởng niệm cùng với yêu say đắm của Vũ Hạo đối với Vương Đồng Nhi. Thời điểm Hạo Đồng trưởng đời đời kiếp kiếp đánh xa giữa thiên địa, thứ đánh tan đối thủ chính là cảm xúc, mà hồn lực của bản thân Vũ Hạo cũng trong chớp mắt này mà là bị cạn sạch triệt để. Lần thứ nhất xuất thủ được đầy đủ tam đại chiến khí của hắn phải nói là kinh tài tuyệt diễm. Một khắc đồng hồ sau đó, lượng lớn quân đội phong tỏa khu vực xảy ra chiến đấu, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là có thể tìm được một phiến hư vô. Một tên tướng lĩnh thân hình cao lớn trầm giọng hỏi tên thuộc hạ đang điều tra lời này: tình huống như thế nào? Thuộc hạ cũng là không biết rằng là tình huống như thế nào nữa. Đánh rắm, vừa rồi toàn thành đều thấy được trái tim to lớn trên bầu trời là chuyện gì xảy ra đấy? Hiện tượng vì sao lại là đột nhiên biến hóa? Ngươi vậy mà dám nói không biết chuyện gì? Ngươi có biết phí tổn của ba kiện hồn đạo khí tham chắc trên không là bao nhiêu hay không? Nhưng mà thật sự không có cái gì phát sinh, cũng không có bình dân thương vong, chỉ là trong phạm vi này không biết là vì cái gì mà rất nhiều người đều là tóc khúc thịt. Nói ra là đột nhiên bản thân cảm thấy xúc động. Phế vật, tiếp tục tìm tòi tỉ mỉ cho ta, tiếp tục dò xét. Rõ. Quay trở lại với gian phòng khách sạn, Vũ Hạo lặng lặng nằm ở trên giường, vẫn như cũ duy trì tư thế như trước đó. Từ Tâm Thạch mới là vừa trên giường hắn đứng dậy. Tam sư huynh, thế nào rồi? Nam Thu Thu hướng Từ Tâm Thạch hỏi. Từ Tâm Thạch cười khổ rồi nói: không được tốt lắm chứ sao? Tiểu tử này vừa rồi dùng năng lực hắn hẳn là đã ra khỏi phạm vi khống chế của chính hắn rồi. Hơn nữa các người ngẫm lại đi, hắn có thể phóng ra tâm tình bạo động cường đại như vậy, cảm xúc của chính thân hắn phải là chịu ảnh hưởng đến cỡ nào đấy. Hiện tại ta đã rõ ràng, thời điểm hắn cùng ta so chiếu ở trong tông môn vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không thì bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ sợ đều không tiếp nổi hai chiêu đầu của hắn. Ta thật không biết rằng tiểu tử này sao có thể trở thành quái vật như vậy. Uy lực của chiến kỹ tự sáng tạo này đã vượt qua hồn kỹ của hắn rồi. Hoa Thái Đầu thở dài một tiếng rồi nói: đừng hâm mộ hắn, nếu để cho huynh dùng nam nam để đối lại ba cái chiến kỹ cường đại, huynh nguyện ý hay không? Từ Tâm Thạch trưởng mắt liếc hắn một cái lên tiếng nói: sao ngươi không đem chính mình ra mà so sánh? Ta đương nhiên là không nguyện ý, nam nam của ta là độc nhất vô nhí. Hoa Thái Đầu cười hắc rồi nói: được rồi, nàng cũng không có ở đây, huynh cũng không cần biểu lộ trung thành, tình huống của Vũ Hạo lúc nào có thể là khôi phục lại. Từ Tâm Thạch lên tiếng nói tiếp: tình trạng của hắn có chút là quái gì, hồn lực trước đó rõ ràng đã là tiêu hao hầu như là không còn, nhưng lúc này tốc độ hồi phục lại nhanh vô cùng, giống như là trong cơ thể của hắn tự mang bình sữa tự bổ sung cho bản thân. Thân thể thì đoán chừng chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ liền có thể khôi phục, chỉ là tinh thần của hắn không biết rằng cần bao lâu mới là khôi phục. Tam đại chiến kỹ cường đại của hắn đều dựa trên tinh thần lực và cảm xúc, đem tâm tình của bản thân tăng lên tới trình độ như vậy, ta thấy muốn khôi phục lại cũng là không dễ dàng. Chờ hắn tỉnh lại thì chúng ta nhất định là phải cảnh cáo hắn trước, về sau tuyệt là không thể tùy tiện vận dụng tam đại chiến kỹ này, bằng không tác dụng phụ trong thời gian dài sẽ là khiến cho hắn điên mất. Bọn họ đều là học viên tài giỏi của học viện Sử Lai Khắc, mặc dù cũng không có thể là hoàn toàn hiểu được trên thân mình của Vũ Hạo phát ra tình huống gì, nhưng từ trạng thái lúc trước của Vũ Hạo thì triển ra tam đại chiến kỹ, hơn nữa dựa trên hiểu biết của bọn họ đối với hắn cũng có thể dự đoán được 8-7 phần. Hoa Thế Đầu sắc mặt cũng trở lên ngưng trọng lên rồi nói: được rồi, về sau nhất định là phải làm choán ý ít dùng chúng lại. Mạnh thì có mạnh nhưng cũng có ảnh hưởng quá lớn kịch liệt đối với cảm xúc của bản thân. Đây thật sự rằng hoài nghi, nếu như Đồng Nhi tỉnh lại, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, liệu rằng Từ Đồng Quyền liệm Đồng Kiếm và Hạo Đồng Trưởng còn có thể dùng được hay không? Từ Tâm Thạch than nhẹ một tiếng rồi nói: loại chiến kỹ này coi như là mạnh hơn nữa thì cũng vẫn là không cần dùng mới tốt. Hy vọng rằng Đồng Nhi có thể sớm một chút tỉnh lại, trở lại bên cạnh hắn, tiểu sư đệ này cũng quá khổ rồi.
Hoa Thế Đầu nhẹ gật đầu từ đáy lòng. Diệp Quân Y đứng sau lưng của mọi người, yên lặng nhìn Vũ Hạo, sau đó là xoay người, là người thứ nhất đi ra bên ngoài. Lam Tư Tu đứng bên cạnh, nàng thoát ẩn người, sau đó cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Cô đi tỷ, người không sao chứ? Nam Tư Tu là đi theo bên cạnh Diệp Quân Y trở lại gian phòng của nàng, lo lắng rồi hỏi. Diệp Quân Y nhẹ nhàng lắc đầu lên tiếng rồi nói: ta không sao, ta không nên sinh ra lòng hiếu kỳ đối với xa hỏa này. Nam Tu Tu trưởng lớn con mắt lên tiếng rồi nói: ngươi sẽ không thật sự là thích hắn đi. Diệp Quân Y trầm mặc một lát lên tiếng nói tiếp: ngay lúc vừa rồi ta đã là đem phần ưa thích này trốn giấu. Hắn là một sao hỏa phức tạp. Hắn có được năng lực viễn siêu người đồng lứa, nhưng mà không biết vì cái gì ta lại có chút thương hại hắn. Trên người của hắn gánh vác quá nhiều thứ, ta cũng không cần phải tìm thêm phiền toái cho hắn nữa. Nam Tu Tu không dám tin tưởng lên tiếng nói: cô đi tỷ, ngươi vậy mà rơi vào lưới tính. Ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy. Diệp Quân Y mỉm cười, thoải mái lên tiếng rồi nói: rơi vào thì thế nào đấy, vì làm nhân như vậy, dù có rơi vào ta cũng là nguyện ý nha. Chỉ là ta rất là lý trí nói cho chính mình biết rằng, ta cùng hắn là chuyện không thể nào, ta cũng sẽ không tiếp tục rơi vào càng sâu vào lưới tính. Người biết không, ngay tại thời điểm hắn đánh sang một trường cuối cùng, ta mới chính thức yêu hắn, nhưng mà cũng quyết định rằng phải là từ bỏ phần tình yêu này. Nam Tu Tu vỗ trán của mình lên tiếng rồi nói: thôi kệ đi, ta hiểu cũng được, nhưng mà người nhất định là phải nắm chắc phần tình cảm trong lòng của chính mình vậy. Người không thấy được kết quả của Vương Thu Nhi hay sao? Cũng bởi vì yêu hắn mới là thống khổ như vậy. Hiện tại cũng không biết nàng đi địa phương nào. Ở trong lòng gia hỏa đó, ngoại trừ Vương Đồng Nhi ra, các bạn là không dung hợp được những nữ nhân nào khác. Người cũng không nên làm chuyện điên rồ. Vũ Hạo khôi phục lại đúng là trọn vẹn 2 ngày. Kỳ thực sáng sớm hôm sau hắn đã tỉnh lại, nhưng cả người lại đắm chìm trong cảm xúc, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế được, lại dùng hơn 1 ngày thời gian mới là dần khôi phục lại như bình thường. Mà trong 2 ngày này, bầu không khí trong Nhật Thăng Thành cũng trở nên khẩn trương lên, mà trong tiểu điểm của mấy người Vũ Hạo cũng là nhiều thêm một người, chính là Phong Lăng. Thời điểm Vũ Hạo dẫn dắt Tà Hồn Sư rời đi, liền thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng đem tình huống của Phong Lăng vực nói với mọi người. Chờ do xét bên ngoài hơi bình tĩnh trở lại, Kinh Tử Yên mới là liền đem Phong Lăng cứu trở về. Địa phương đó tự hồ chỉ là thuộc về riêng mình vị lữ Tà Hồn Sư này, hơn nữa ngoại trừ Phong Lăng ra, không còn bất kỳ một người nào sống cả. Sau khi Phong Lăng được mang về, liền do Hòa Thái Đầu từ Tam Thạch thay phiền chống giữ, bây giờ vẫn là còn có điểm gì ngốc ngơ ngác, trạng thái tinh thần rất là không bình thường. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Từ Tâm Thành hỏi đến Vũ Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trên mặt là có chút ửng đỏ rồi nói: thật có lỗi, Tam sư huynh. Từ Tâm Thành cười rồi nói: cái gì mà xin lỗi, đây cũng không làm gì sai cả. Mặc dù vậy, thân là người chỉ huy, đây cũng không lên để cho mình mất khống chế. Nhưng đây là một loại tình huống đặc thù, tên Tà Hồn Sư đó lại là có thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Ta phải nói rằng qua Diệp Quân Y, nàng cũng không nắm chắc có thể khắc chế đối phương. Đối đầu với một vị Tà Hồn Sư cấp bậc hồn đấu la, đệ toàn lực đối phó cũng đúng. Chỉ có điều đệ không đủ sức khống chế năng lực của bản thân, điểm ấy về sau phải chú ý. Nhưng chiến kỹ này có tác dụng phụ quá là mạnh, ta thấy ánh mắt hiện tại của đệ cũng là còn không hoàn toàn là khôi phục lại thanh minh.